25 gallon chậu này thôi nè, mà có trái nè. Ừ. Ừ. Đông lắm. Chị lấy mấy cái thùng này nè, chị tấn lên đây hái nè. Trái nó ăn nó ngon. Ủa, sao vậy, đóng cửa nữa hả? Ôi, tội nghiệp quá vậy, ổng đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại vậy trời. Mến chào cô chú anh chị và các em. Qua Mỹ, mấy chị em Thảo trở thành nông dân hết trơn. Trồng cây là niềm vui á. Mùa xuân đến cái mình đi mua cây giống nè, mua đất, về trồng cây. Rồi ghé vườn của chị quen hái mãng cầu đỏ, mãng cầu Út Hai ăn nha. Giờ cùng đi chung với gia đình Thảo và mấy bạn một ngày vui vẻ ha. Cái mô berry nè, chị ba chị hai ơi, cái này là có trái luôn nha, mà cái dáng nó đẹp quá trời luôn, quá trời luôn. Cái này là 3 feet thôi chứ gì, có trái rồi nè, nó mới quất luôn, quất luôn, năm nay là có trái là mình nhìn cây này quá trời đẹp luôn, 2 mét á, cái này là cái gì nè, 2 mét luôn, đẹp không? Wow, đẹp quá à. À, bà con hỏi nhà còn đất không Thảo, nói chuẩn bị xây trên nóc nhà để trồng. Giống như thành treo Babylon vậy đó. À, chứ giờ sao giờ? À, hoặc là mua số chúng rồi mua nhà mới, hay là mua miếng đất đó bà con cô bác. Tại mê trồng cây mà chưa có đất nhiều nữa. Mà ông xã nói á, giờ cho bà ăn nhiêu bà cũng trồng đặt kính hết trơn à. Bà cứ xin thêm đất, xin đất hoài mà nhiêu bà cũng tha cây về hết. Mấy chị em coi ngồi nè, mua cây mà ngồi vậy nè, mê, đam mê, trồng cây vui bà con cô bác. Cuối cùng mấy chị em phát hiện ra trái này không phải là dâu tầm Pakistan, mà cái này là dâu tầm trái ngắn thôi nên không thích. Giờ mà muốn mua Pakistan trái dài, giờ đi kiếm nữa chị, kiếm vòng nữa coi có không. Lấy cái này đi hả? Anh hỏi sao nay không quay phim, quay anh liền. Quay dính vô luôn. Cái gì vậy chị? Cây này nè, à, là cây mulberry đó, cây dâu tằm á mà đẹp ha. Bà chị hay đi nè. Amadon á, cái God Little hay gì đó. Mua mua cây bự. Ờ. Mua cây nào ngọt đó. Tìm cái tháp đó có để ba cái tăng chị. Hình như chị làm giúp không? Đúng rồi, em có coi chị. Baby, mấy cái thằng đó không? Chị quên quen quá. Đúng rồi đó. Thấy mấy cái thằng không? Nói đó. Chị đó hả? Sian, Sian. Bơ Sian. Bơ Sian. Không phải. Bơ Sian, vô coi nữa đi. Google nữa. Nãy giờ cái cảm xúc cứ lên xuống. Đột xuống. Google đi. Chờ giá. Đúng em. Rồi. Persian chị, cái này là Persian. Hồi nãy giờ đứng ở đây 30 phút rồi, thấy mấy anh mấy chị cũng ở đây chơi 30 phút. Mấy chị coi video của Thảo cảm ơn nhiều. Cảm ơn đã ủng hộ. Đây nè, em này nữa nè. Bốn loại thôi, mua cái loại một loại đi, mua cái loại cái này nè em. Em kiếm cái cây có loại này hoặc là cái cây có loại này nè là nó ngon. Đó, hai loại này thôi. Okay. Ừ. Hình như em nhớ trong thằng màu vàng đó có, nó có cái này. Năm nay thì mấy chị em thích trồng cây, cây nhiệt đới, cây ôn đới. Cây ôn đới thì mình vô mấy tiệm Mỹ mình mua ha. Còn cây nhiệt đới thì mình đến mấy cái nhà vườn của người Việt mình nè. Sẵn quay cho bà con cô bác coi luôn ha. Bự chán luôn ha. Cái kia chị hái chưa? Trái bự kia thấy rồi, nó chín luôn ha. Còn trái thì nó đang chín kìa. Chút trái ăn kìa. Nè, nó đang ra hả? Quá trời bông, cái loại này nó đặc biệt trái nhiều. Ý sao đi lại được hái mãng cầu vậy? Trái nào chứ? Tư lựa nha, mãng cầu Út hả? Mãng cầu Út 2 á. Đi kéo không chị? Ôi, trái này to nè, hái được trái này. Chính ra đó, để lấy cái. Trái đó mềm luôn á. Má, chị không cần bỏ nhà kính hả? Không, bỏ gì hết, chết sống sống. Chị chơi ghê không? Chị ba, vô chụp hình không? Wow. Oh, trời quá. Bữa giờ ăn quá trời Thảo hả? Mấy bữa trái quá trời không? Ừ. Luôn á, chị đâu hả? Chị để nó rụng xuống. Thôi uống. Ôi, chị trồng chậu hay quá chị ơi. Trồng chậu này thôi nè, mà có trái nè. Ôi, chị ơi, sao chị trồng hay quá vậy chị? Chị Tiên sắm cây đi. Này nó chưa, bà cũng đu trend được với bà con cô bác chị ơi. Trồng khi nào mới được cái gốc nó bự vậy? Chắc 7 năm, 7 năm, 5 đến 7 năm. 10 năm nè, sâu 10 năm nè. Wow.
Thử đi mấy chị, thử mấy chị kìa, mắng cầu đỏ đó. Nó chưa đó, nó hột không mà nó bự gấp 2 lần cái. Ăn mắng cầu, thử mắng cầu đỏ. Cầu đỏ này là mắng cầu gì chị? Người ta kêu vô bì vậy đó, đây nè. Mấy trái này. Ăn vô thấy có mùi. Mắng cầu Út 2. Cắt vậy từ từ chị đẹp. Mấy người? Dạ, 6 người. 6 người cắt 6 miếng. Nhớ lấy hột, nhớ lấy hột này. Hột bà nội thôi chẳng biết nào. Chồng 8 năm. Ăn được không người đẹp? Được không? Được không? Hả? Được không? Cho ông không sao đi. Có đồ ngọt phải không? Mà thơm phải không? Mấy cô ăn trước đi. Có ăn đi. Còn nó rụng vậy thì con thử không? Vừa chứ nó thơm. Nó có trứng. Trứng trứng nó dài. Một năm à. Mấy người đẹp ăn trái cây. Mẫn cầu. Chị chồng hay quá vợ. Chị chồng cái chồng 10 năm á. Một cái trái kia. Đó. Nó 10 năm á. Giờ chị nghỉ đi. Dù. Giờ lớn rồi. Cái này cũng được lắm. Kéo vô cái này. Chị. Chuyển ca. Ừ. Dạ. Chị ngon. Không. Mà ăn sống vậy mới ngon, mãi cầu đừng ăn chín quá nó bở. Quýt đó. Có trái mới chín ăn lần 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 lần. Không kha. Ai mãi cầu á mới chín ăn ngon. Rất là thơm. Chị. À, hạt cũng không vừa thôi, không nhiều mà rất là dai và ngon. Thơm mùi mãi cầu, ngọt, ngọt hành. Đi xà chưa có trái cho ngâm đi. Đi ra coi mãi cầu mấy cái màu kia đó. Em quên đi lối về luôn, là quên lối về á. Đây là bác. Bữa đi quay không thấy, giờ mới gọi thấy trái bự. Cái tay mình nó nhỏ hơn cái trái. Đây đâu chết đâu. Mùa đông chị làm gì? Giờ lặt lá hả? Bữa nay lặt lá nguyên ngày luôn. Mùa đông á. Chị lấy mấy cái thật này nè, chị tấn lên đây hết. Cho nó ấm phải không? Thôi ừ. Giờ đặt lá luôn hả? Nhớ em, nó nhớ em đi lượm đồ để về ôm hạt. Trái mãng cầu nó bự ơi. Nhỏ, để cái mặt con vô coi nhỏ. Cái mặt con nhỏ hơn cái trái mãng cầu rồi. Quá trời luôn. Nhẹ ở trên kia kìa. Đi mấy chỗ bán cây giống nữa, chị mua cây giống. Ôi tắt rồi, sao trái bự vậy đó hả? Nó ít tái nó bự thôi. Giờ làm giờ chỉ lặt lá. Màu đẹp quá ha. Màu đẹp lắm. Nè. Nó bự ơi là bự. Hả, hái mấy trái chỗ này nè, ăn ngon chứ sợ luôn, còn nhỏ nhỏ thì đừng tính luôn. Ăn với dài phải không? Hổm hảo thấy trái nhiều không? Chị cắt chị dục hết rồi đó. Chín trái này chín luôn rồi. Ruby chín rồi. Ừ. Để em quay vô coi. Rồi rụng luôn bà. Rụng luôn. Hái luôn, rụng luôn. Chín lá trời. Nó đang ra bông nữa nè. Nó ra bông nữa hả? Đó nè. Bị ra nữa đó, đó không? Ăn tiếp. Nó mà chín rồi. Để trái để chín rồi, hái đi chị. Sao chắc mới cho vô. Chà, cái gì mà cầu đỏ đó thấy lạ. Màu đẹp quá nè. Trời ơi, không có hộp nhiều ha. Đây làm miếng đi. Không được. Dài. Anh chị Tiên ơi, chị Tiên. Của nó nói đúng là bự nữa. Mà dày cũng ok. Bây giờ nghe bắn cầu nè. Mãi không nghe. Ừ. Nó bự nữa, mà dày cũng ok. Cái đó. Chưa có đủ độ nữa. Đủ độ với em. Cái đủ độ nó mới ngon, bự lắm. Có độ mờ, có độ dài. Đúng rồi, dài là ngon á. Thảo mua thêm mấy cái thùng 25 gallon mùa giờ mua đất để bỏ vô trồng cây. Bây giờ đang quẹo vô tiệm lô. Ở đây thì có nhiều đất với lại cây trồng, rồi bán đồ thiết kế nhà xây dựng nữa. Mình chạy tới rồi nè. Hồ đất xuống quá trời kìa, người ta chở xe tải tới luôn kìa. Chỗ mình đi sớm quá vậy. Mình hỏi rồi mới mở cửa. Tại sáng chở nhỏ đi học rồi đi mua đất luôn. Ở ngoài đó chở xe luôn ha. Cái này hồi giống như có cát, có đủ thứ hết. Nhưng mà dinh dưỡng thì phải trộn thêm mấy cái đất protein mix khác nữa thì trồng nó ngon. Thì sau này á, bạn nói là khi mình trồng á, mình bỏ bone meal vô á, nó tốt lắm. Có nhiều loại bone meal lắm. Cái bịch dừa dừa á, thì khoảng 10 đô, mười mấy đô. Bịch nhỏ nhỏ ở đây nè, mấy bịch vậy đó. Mình kiếm bone meal mình lấy ha, đây nè. 7 đô kìa, 7 đô.
ba phao. Còn mà có bon meal thì cây tốt lắm, à, giống như bông không có rụng á, nó đậu, đậu bông. Cái này 26 đô á. Nếu bà con cô bác trồng cam chanh quýt bưởi thì mua cái này bỏ vô nha. Trái hổng nước mà trái ngon, lá đồ khỏe nữa, à, bơ cũng được luôn. Đó, muốn cái này nè nha, à, 20 phao luôn, có 26 đô. Mua một bịch vậy á, xài đã luôn. Cái loại đó là cho cam chanh quýt bưởi đựng nứt á. Quay kỹ lại cho bà con coi chứ. Nè, giờ Thảo lấy một bịch bon meal thôi. Bon meal kế bên đây. Cái này là 15 phao, 21 đô. Ủa, cái này là organic nè. Đó, bịch vậy á, 15 phao, gần 7kg đó, 2 mấy đô. Rồi Thảo lấy một bịch đó. Ông Thái ông đợi á. Bông này giống bông giả quá ha, bông thiệt á. Tại ngoài đó chưa tính tiền hay sao không đẩy vô đây vậy ta? Đến đây là cây ở trong, cây ở trong nhà, ở trong nhà, trồng trong nhà. Bông qua cây cảnh. Hạt giống nè, kiếm hạt giống dưa hấu trái bự. Một xe nữa. Nhà Thảo trồng cây á, tốn tiền đất lắm. Bà con cô bác biết không, mình trồng cây á, nó cũng giống như người mình vậy đó. Mình phải cho nó ăn, mà tùy cây nữa, mỗi cây nó thích một loại đất khác nhau, rồi cho nó dinh dưỡng. Mà cái phân á, quan trọng lắm nha. Đất khác rồi phân khác. Phân mà mình không biết, mình bỏ nhiều là cây nó nóng nó chết. Nên bà con cô bác nào mà không có trồng cây chuyên nghiệp á, thì mình bỏ đất thôi. Mấy cái đất potting mix đó, là người ta trộn rồi về trồng cây là được. Còn mấy cái anh chị em nào biết trồng cây rồi đó, thì người ta thêm mấy dinh dưỡng đó, giống như mình ăn sơn hào hải vị vậy đó. Thì cây sẽ có trái nhiều và trái tốt lắm. Nếu mà mình không có biết nhiều thì mình cho bon meal thôi. Bon meal đó, cho theo số lượng ở trên cái bịch đó. Ở trong đây thì hạt giống nhiều lắm, mà Thảo muốn kiếm dưa hấu á. Ở chỗ này nè, Thảo đi chợ lô nha. Cà thì cũng có nhiều loại lắm. Mình trồng mấy loại cà lạ lạ, quay phim cho bà con cô bác coi. Cà đẹp á ha. Đó. Ở đây là 2 đồng mấy một bịch đó, bịch hạt giống á. Đây là hạt giống tiễn, hạt giống đẹp. Cà này cũng đẹp nè. Trồng một cây là đã luôn. Mà Thảo đang kiếm này nè. Đó, dưa hấu mình phải đọc nha, dưa hấu vàng nè. Thì Thảo lựa trái dài vậy đó, nó bự. Bà con cô bác nhìn nha, có loại nó nhỏ nha, sugar baby nè, dưa hấu nhỏ. Còn loại này chắc bự nè, lắp diamond. Mấy loại thôi. Còn trái nào nhỏ nhỏ, nhiều khi mình trồng tay nghề mình không vững, cái nó không có lớn lắm. Mình lựa trái bự thì nó nhỏ lại là dừa. 5 đồng nè. Dâu á, cái gì dâu hồng chứ không phải dâu trắng nữa, hồng thôi. Mình mua dâu trắng á thì mình phải lựa. Ở đây giờ có bán ha, bà con cô bác nào có muốn trồng dâu hồng thì vô mua à. Dâu mà hồng, dâu tây á, cái này là cái rễ á, cái rễ của cái dâu. Cái này là loại dâu trái bự đó, vô mình mua về mình trồng. 6 đồng mà cũng bịch nhiễm mà, chợ lô ha. Rồi có hạt giống của này nữa nè, có 5 đồng mà bà con ơi. Trời ơi, cái này trồng nhanh nè, mang tay á, chứ Thảo trồng bằng hạt á, 2 năm mới có mấy cái cây để ăn. Còn cái này á, mình trồng á, khoảng 5 năm mấy là có cây để ăn rồi. Trồng bằng cái này là rễ á, trồng bằng rễ lên, nó nhanh hơn là trồng bằng hạt. Thảo trồng mang tay thấy cũng vui. Đó, bà con cô bác đầu mùa đi mua trái cây rau cải về trồng. Cây của nhà Thảo có trái nhiều là bà con thấy á, rồi gớt bịch phân xuống luôn. Bon meal nó muốn về nhà mình hay gì? Mua đất rất là nhiều luôn. Có mấy cô quen á, nói trồng cây cưng dữ lắm, mua quá trời phân bỏ cho nó. Lại ngược lại nha, đừng cho nó nhiều phân quá. Tại vì mấy cái phân hóa học nó nóng lắm. Mình cho một muỗng cà phê thôi là đã nhiều rồi đó.
mà bà con nào không biết cho 2-3 muỗng cà phê cho cây nhỏ là nó chết liền. Nó nóng quá, rễ nó nóng quá, nó hư rễ. Lá vàng là rụng luôn à. Rồi, tèo luôn. Nên, ủa sao vậy, đóng cửa nữa hả? Ôi, tội nghiệp quá vậy, ổng đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại vậy trời. Người ta đang sửa, quá chừng luôn qua lan nè. Cái phân á, trồng bông á, khác với cái phân trồng cây ăn trái nữa. Bà con cô bác chịu khó để ý một chút nha. Thảo chủ yếu là Thảo mua mấy cái gì organic đó là dễ trồng nhất. Trộn trộn đất vô trồng, mà lúc đầu Thảo trộn đất á, là Thảo bỏ nhiều lắm, là bỏ một chút bone meal thôi. Là cây đủ rồi, hồi xưa còn không bỏ luôn. Giờ bạn chỉ mới bỏ, trộn bone meal vô, bỏ. Rồi trộn mùa quế á, mua trong Costco hộp quế nữa. Mùi quế cho thơm thơm, diệt mấy sâu bọ trong đất ha. Bột quế á, bột quế, bột tỏi á, mình bỏ chừng 2 muỗng cơm vô một chậu vậy á. Chậu bự mình bỏ 3 muỗng luôn. Cái muỗng cơm mình múc múc bột quế mình trộn vô đất nè. Sáng đi bơ phờ trồng cây á, tại Thảo hồi nhỏ Thảo dưới quê nên Thảo nhìn sắc mặt cái cây Thảo biết nó thiếu gì Thảo cho thêm. Còn nếu bà con cô bác nào trồng mà mình trồng vui chơi đồ á thì bà con cứ cho đất organic mà potting mix là cái loại đó người ta trộn sẵn rồi, người ta ủ sẵn rồi đó, cứ trồng cây là tốt mà. Lúc đầu đừng có cho nó phân hóa học, trộn cho nó ít bone meal là được rồi ha. Là mùa này nó chuẩn bị ra lá đậu trái đó rồi. Còn nếu mà mấy anh chị em người ta biết trồng cây, người ta bỏ này kia mỗi thứ một chút, người ta có kinh nghiệm rồi đó. Còn mình không biết, mình cứ mua potting mix mình trồng là được rồi, là nó tốt rồi đó. Năm mình thay đất chừng 3-4 lần cho cây, mình thay hoặc là mình thêm, chứ mình đừng có làm cho động rễ quá nó chết nha. Potting mix là cái màu vàng này là ngon, mã mắt á, trồng ngon. Trồng rau, trồng cây ăn trái, trồng gì cũng được hết trơn á. Người ta trộn sẵn rồi mà tốt dữ lắm. Nếu mình không có chuyên nghiệp trồng cây, mình cứ mua cái này mình trồng, khỏi bỏ phân gì nhiều vô. Đó, cứ nằm thay 3-4 lần vậy mà hơi mắc nha. Còn không thôi bà con cô bác cứ mua tốp xôi trộn lại. Sáng tội nghiệp xã, ta đóng cửa người ta làm cái gì á, phải đẩy vòng. Thì 70 đô đi một phát cái 70 đô bà con cô bác. Nè, trồng cây á mình tốn tiền lắm. Bữa nay Thảo đăng video tới đây ha, cảm ơn ủng hộ gia đình Thảo. Chúc bà con cô bác có những giây phút thư giãn vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những video mới của gia đình Thảo nha. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.